Thưa quý vị và các bạn, qua hai lần điều chỉnh bổ sung, đến nay có 17 dự án được đưa vào danh mục các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Được thành lập từ đầu năm 2022, đến nay Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên đã đưa 17 dự án vào danh sách theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, trong đó có 3 dự án giao thông, 6 dự án khu công nghiệp, 7 dự án cụm công nghiệp và 1 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp. Mới đây nhất, 2 dự án được bổ sung vào danh mục để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là dự án đường kết nối di sản dọc sông Hồng và dự án xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp, khu công nghiệp Yên Vị 2. Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, có 4 dự án được đưa ra khỏi danh mục do đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được tổ chức triển khai xây dựng đúng tiến độ. Đó đều là các dự án khu công nghiệp gồm khu công nghiệp Sạch số 3, số 5 và Thăng Long 2 mở rộng. Còn lại 13 dự án gồm 2 dự án khu công nghiệp là khu công nghiệp Yên Mỹ và Yên Mỹ 2 mở rộng. 3 dự án giao thông là đường vành đai 4, đường Tân Phúc Vọng Phan, đường kết nối di sản. 7 dự án cụm công nghiệp và dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp.